Dạ xin chào toàn thể các anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê. Hôm nay thì em Sinh sẽ đi review cho anh chị mình xem một lô đất sổ riêng thổ cư nằm ngay trong khu đô thị thị trấn Tràng Bom, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Lô đất hôm nay em Sinh đi review cho anh chị mình xem thì nó nằm ngay trong cái khu đô thị này nha anh chị. Lô đất có tổng diện tích là 100m², ngang 5m, dài sâu vào 20m. Vị trí đất thì nằm ngay trên đường D2. Đây, đường D2 đây anh chị nhé. Và hiện tại thì em Sinh đang đứng ở ngay trục đường Lý Nam Đế anh chị nhé. Đây, đây là đường Lý Nam Đế, chạy ra cái đường ngang là đường Ngô Quyền nha anh chị. Thì từ cái vị trí em Sinh đứng mà chạy ra đường Ngô Quyền thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 100m thôi. Và ra Ngô Quyền anh chị mình rẽ phải là mình sẽ ra ngay chỗ quốc lộ 1A. Và từ vị trí đất của mình ra quốc lộ 1A thì nó chỉ hết là 800m thôi. Đó, tiện ích sống xung quanh cái khu vực ở đây á thì trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 nằm ngay trong cái khu trung tâm kia là đầy đủ anh chị nhé. Đặc biệt thì kế bên cái vị trí lô đất của mình có trường mầm non Đinh Tiên Hoàng, cách cái vị trí lô đất chỉ có 200m thôi, rất là gần luôn. Rồi, anh chị nào mà quan tâm tới cái lô đất này thì cùng em Sinh đi vào tìm hiểu nhé. Thì đây, đây là mặt tiền Lý Nam Đế anh chị nhé. Và cái đường này là đường D2. Thì mình vào á, hết một dãy nhà là ngoảnh qua mặt tiền Lý Nam Đế thì vô cái lô trong á, là bắt đầu đến lô đất của mình. Thì từ lô tơ số 1 tới lô số 3 là của nhà hàng xóm, lô thứ 4 là đất của mình nha anh chị. Đây, đường lọt lòng của mình, đường này á, thì nó rơi vào tầm khoảng là 6m nhé. Và hai bên vỉa hè, mỗi bên á, thì nó rộng rơi vào tầm khoảng 3m. Cây xanh bóng mát ha. Đó, vị trí này thì khu dân cư đã tới đây tập trung rất là đông rồi. Và hàng xóm của mình, người ta cũng đang tới đây để người ta xây dựng anh chị nhé. Đó, hàng xóm thì người ta đang mua vật liệu xây dựng tới đây, người ta đang xây nhà nha anh chị. Ở đây á, thì tiện ích sống xung quanh cũng gần, giá khu công nghiệp cũng gần, cho nên là rất thích hợp cho những anh chị nào mà mình tới đây để mình an cư lạc nghiệp ha. Cái vị trí này á, thì an ninh nó rất là tốt. Và đất của mình thì toàn bộ là đất sổ riêng thổ cư, đất ở đô thị hết nha anh chị. Đây, cái lô đất mà hôm nay em Sinh đi review cho anh chị mình xem á, thì nó nằm ngay vị trí này ha. Lô đất của mình thì có kích thước ngang 5m, thì nó giáp ranh với nhà hàng xóm luôn. Chạy qua cái cọc bên này, đó, là 5m chiều ngang, dài sâu vào 20m. Thì phía sau á, là nó tới cái nhà người ta xây tới cái chiều dài ở phía sau rồi đó anh chị. Đó, đất thì rất là cao ha, cao hơn mặt tiền đường phía trước luôn. Đó, cao hơn mặt tiền đường phía trước. Và lô đất này á, là nó quay về hướng Tây anh chị nhé, hướng mặt trời lặn đó anh chị. Đó, đối diện với cái vị trí lô đất của mình thì còn một lô đất trống ở đây ha. Hàng xóm xung quanh thì đã xây nhà ở, điện lưới quốc gia internet đầy đủ ngay trên cái đầu ở đây anh chị nhé. Đó, vị trí ở đây thì anh chị mình di chuyển lên những thành phố lớn cũng rất là tiện. Di chuyển lên thành phố Biên Hòa thì nó chỉ hết tầm khoảng là 15 km thôi. Và di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó hết tầm khoảng 35 km nha anh chị. Thời gian anh chị mình di chuyển thì chỉ tầm khoảng là một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ thôi ha. Ngay tại cái vị trí lô đất của mình á, thì vỉa hè hai bên là người ta trồng cây ăn trái luôn nhá. Thì sau này mình tới đây là mình thu hoạch cây ăn trái ở đây luôn. Anh chị mình ra vô thì cái vỉa hè rộng, mình có thể thuận tiện để xe ha. Đó, vị trí ở đây á, là xây dựng tự do, nhưng mà nhà thì bắt buộc là phải xây 2 lầu nha anh chị. Nhà nào cũng phải xây 2 lầu hết ha. Đó, em Sinh đi qua một vòng cho anh chị mình xem ha. Đó, thì sau khi mà xem cái video em Sinh quay, anh chị nào mà quan tâm thì cùng em Sinh theo dõi một số hình ảnh video live cam ở trên cao nhé. Em Sinh cũng xin thông báo luôn, đó là cái vị trí này á, chủ người ta đang ra bán với mức giá là 1,9 tỷ có thương lượng nhé. Giá này thì có hỗ trợ cho anh chị nào vay 3 bên. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì cùng em Sinh theo dõi video live cam nhé. Dạ, trước màn hình anh chị mình đang quan sát thì đây là cái vị trí lô đất mà em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem ha. Lô đất thì nằm ngay trong khu dân cư, hàng xóm xung quanh đã ở rất là đông rồi. Và đất của mình thì nằm ngay trên trục đường nhựa bàn cờ nha anh chị. Toàn bộ là đường thông hết ha. Vị trí ở đây mà anh chị mình di chuyển ra đường Ngô Quyền này thì chỉ có hơn 100m thôi nha anh chị. Đây là trục đường Ngô Quyền kết nối từ ngoài quốc lộ 1A chạy vào trong cái khu dân cư ở đây anh chị nhé. Đây là cái khu đô thị mà lớn nhất của huyện Tràng Bom nha anh chị. Xung quanh vị trí lô đất của mình thì tiện ích sống là tương đối rất là đầy đủ ha. Và thì đây là cái hướng mà anh chị mình di chuyển ra ngoài quốc lộ 1A nhé. Vị trí lô đất của mình thì nó nằm kế bên cái trường này là trường mầm non Đinh Tiên Hoàng nha anh chị.
Đây, em Sinh đang quay một vòng xung quanh cái vị trí đất cho anh chị mình cùng quan sát nhé. Thì cách cái vị trí lô đất của mình chỉ tầm khoảng 20 mét thôi. Thì đây là cái khu phát triển cơ sở hạ tầng nha anh chị, người ta đã quy hoạch rồi, cho nên là hiện tại chưa có ai tới đây là xây dựng để ở đó anh chị. Đó, vị trí này thì tiện ích sống xung quanh hoàn thiện chỉ trong tầm 1 cho tới 1,5 km là đầy đủ ha. Anh chị nào mà quan tâm thì cùng em Sinh đi tìm hiểu trên cái file quy hoạch và cái vị trí map nhé. Dạ, đây là cái file quy hoạch của cái lô đất mà em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem nhé. Đất của mình thì thuộc tờ 12 thứ 357 với tổng diện tích là 100 m², toàn bộ là đất ở tại đô thị nha anh chị. Vị trí thì nằm ngay trong khu dân cư Bàn Cờ anh chị nhé. Đây, còn đây, đây là đối diện với cái vị trí lô đất của mình á, là người ta quy hoạch cái khu phát triển cơ sở hạ tầng nha anh chị. Còn đây là trục đường Ngô Quyền nha anh chị. Đây, em xin zoom nhỏ lại cho anh chị mình quan sát ha. Còn đây là trục đường này là trục đường Hùng Vương anh chị nhé. Anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 1A thì chỉ có 2 xẹt thôi. Đó, cũng rất là gần. Giá thành đang ra bán thì cũng cực kỳ rẻ. Trường học thì xung quanh, sát bên luôn. Tiện ích sống thì đầy đủ. Thì anh chị nào mà muốn về đây an cư lạc nghiệp, muốn về đây để nghỉ hưởng cái tuổi già trong cái không khí trong lành thì cứ liên hệ cho em Sinh nhé. Anh chị cùng quan sát trên màn hình nhé. Thì đây là cái vị trí lô đất mà em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem. Vị trí lô đất của mình á, thì nằm ngay trên trục đường này là trục đường D2 nha anh chị. Đây, em Sinh zoom lớn cho anh chị mình theo dõi ha. Đường D2 ha. Nó nằm giáp với đường Lý Nam Đế. Và một bên á, là giáp với lại đường này là đường Hùng Vương anh chị nhé. Đây, đó. Nằm ngay trên trục đường thông, trục đường Bàn Cờ. Tiện ích sống thì xung quanh khu vực là đầy đủ anh chị ha. Ở đây thì xung quanh á, là quán ăn, rồi nhà nghỉ, rồi cửa hàng rất là nhiều. Đây, đây là cái quán ăn ha, biểu tượng của quán ăn này. Lẩu bò này, đó, lẩu trâu, cửa hàng rất là đầy đủ. Em Sinh đang đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất ra quốc lộ 1A. Thì nó hết là 750 m ở đây nha anh chị. Đó, đối diện là sân vận động Tráng Bom ha. Đầu đường là có cây xăng, rồi tiệm sửa xe, trường học các cấp này. Trường học các cấp ở đây là đầy đủ anh chị nhé. Ở đây thì có trường cấp 2 này, trường cấp 3 này, đó. Công viên Tráng Bom này, nó nằm cũng rất là gần vị trí lô đất của mình. Ở đây là trường tiểu học Bông Sen này. Ngay tại cái vị trí lô đất của mình á, thì có trường này là trường mẫu giáo Đinh Tiên Hoàng anh chị nhé. Đó, rất là gần, chỉ trong tầm khoảng 1 km đổ lại thôi là tiện ích sống là xung quanh hầu như là đầy đủ anh chị nhé. Ở đây thì chỉ có đi chợ là nó hơi xa một chút xíu. Ở chợ thì mình ra ngay cái chỗ, ở đây có hai địa điểm. Một địa điểm là chợ mới Tráng Bom và một địa điểm là chợ cũ Tráng Bom, thì nằm ngay khúc này ha. Đó, bên đây là bờ hồ Tráng Bom anh chị nhé. Vị trí ở đây thì anh chị mình di chuyển lên những thành phố lớn cũng rất là gần. Ra khu công nghiệp Dầu Dây, ra khu công nghiệp Bầu Xéo thì nó cũng nằm sát bên ha. Chỉ tầm khoảng 2 km thôi là anh chị mình ra khu công nghiệp rồi. Rất thích hợp cho những cặp vợ chồng trẻ tới đây để an cư lạc nghiệp. Tại cái vị trí này thì tiện ích sống xung quanh chợ trường gần, gửi con nó cũng rất là tiện. Bây giờ thì em Sinh sẽ đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí nhà của mình lên trên thành phố lớn là thành phố Biên Hòa. Em Sinh chọn cái điểm đến là công viên 30 tháng 4 thì nó chỉ hết là 13 km thôi nha anh chị. Thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ ha. Những anh chị ở xa thì hết tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Rồi, bây giờ thì em Sinh sẽ đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí nhà lên trên công viên Suối Tiên thì nó chỉ hết là 26 km thôi nha anh chị. Thời gian anh chị mình di chuyển thì tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Còn những anh chị ở xa thì tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thôi ha. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì cứ gọi cho em Sinh nhé. Theo cái số điện thoại là 0985 747 863 thì em Sinh sẽ dẫn các anh các chị đi xem đất thực tế nhé. Cảm ơn các chị đã quan tâm và theo dõi hết video. Em Sinh xin chào ạ.